Việc ly hơn 50 năm mà ông
tử suy nghĩ lòng rất ăn năn, ông tự nghĩ già nua và có nhiều của cái vàng bạc trân bông. Khó đừng tràn đầy không có con cái một mai mà trên mắng thời của cái tạng thân không người giao phó cho nên ân cần nhớ luôn đến con ông lại nghĩ nếu ta gặp được con quỷ phó của cái tháng nhiên khoai là không còn sầu lo thưa thế con bây giờ gã cùng tớ làm thuê làm mướn lần hồi tình cờ đến nhà người cha bèn đứng lại bên cửa xa thấy cha ngồi giường thư từ ghê báo đỡ chân các hàng bà la môn sáng để lời cư sĩ đều cung kính bao quanh trên thân ông đó dùng chuối ngọc chân châu giá trị nghìn vàng để trang nghiêm kẻ lại dân tôi tớ tay cầm phất trần trăng đứng hầu hai bên màn bao che trên những phán đêm thòng xuống nướng thơm rưỡi đâm rải ca thư dành hoa cả vẫn bao chân bài phán ra thâu vào lấy cho vân vân có cán sự nghiêm cứng dường ấy quê đất rất tôn trọng cả cùng tử thấy cha có thế lực lớn liền sanh lòng lo chờ hối hận về việc đến nhà này nó thầm nghĩ rằng ông nay chắc là vua hoặc là bậc đồng vua chẳng phải là chỗ của ta làm thuê mướn được tiền và chẳng bằng ta qua đến xóm nghèo có chỗ cho ta ra sức dễ đựng đồ mặc vật ăn. Nếu như ta đứng lâu ở đây hoang rồi họ sẽ vấn ngạc em sai ta làm gà nghĩ như thế rồi liền chạy mau đi thẳng khi đó ông trưởng giả ngồi nơi tòa sư tử thấy con bèn nhớ biên lòng rất vui mừng mà tự nghĩ rằng của cái kho tàng của ta nay đã có người giao phó rồi ta thường nghĩ nhớ đứa con này làm sao gặp được nay bóng nó từ đến rất vừa chỗ muốn của ta. Ta giàu tuổi già có vẫn tham tiếc ông liền sai người hầu cận đuổi gánh theo băng lại lúc ấy kẻ sư già chạy mau qua bắt gã cùng tử kinh ngạc lớn tiếng kêu oan. Tôi không hề súng phạm nhân sao lại bị băng kê sư giả băng đó càng găm cưỡng dân đêm về khi đó gã cùng tự tư nghĩ không tội chi mà bị bắt bớ đây chắc định phải chân. Lại càng sợ sệt mê ngắn ngà xuống đất người cha xa thấy vậy bèn nói với kẻ cư gia rằng không cần người đó chớ tưởng đem đến lấy nướng lạnh rưới trên mặt cho nó tỉnh lại đừng nói chi với non. Vì sao cha biết con mình chỉ ý hà liệt tự biết mình giàu sang làm kiếm sợ cho con biết chẳng nó là con rồi mà dùng phương tiện chẳng nói với người khác biết là con mình. Kẻ sư già nói với cùng tử nay ta thả ngươi đi
tùy ý ra cùng tử vui mừng đưa điều chưa từng có từ dưới đấng đứng dậy qua đến xóm nghèo để tìm cầu sự ăn mặn. Bây giờ ông trưởng già con muốn vô dân người con mà bài chưa phương tiện bằng sai hai người hình sáng tiểu tùy không có uy đức hai người nên qua xóm kia tự tự nói với gã cùng tử. Nơi đây có chỗ làm trà giá gấp bồi gã cùng tử nếu chịu thời gian về đây kiên làm nếu nó có hỏi muốn sai làm gì thời nên nói với nó rằng thuê người hốt phân chúng ta hai người cùng cùng người chung nhau làm khi đó hai người giữ liền tìm ra cùng tử rồi thuận đủ việc như trên bây giờ gã cùng tử chưa hỏi lấy giá cả liền đơn hốt phân người cha thấy con thương xót và quay lại lại một ngày khác ông mở trong cửa sổ xa thấy con ốm o tiều tụy phân đất bụi bặm dơ giấy không sạch ông liền cởi chuỗi ngọc áo tốt mịn màng cùng đồ trang sức lại mặc áo thô răng chín dơ bụi đất lăn thân tay mặn cầm đồ hốt phân bộ dạng đang nể chờ báo những người làm rằng các người phải chuyên làm việc chớ nên lười nghĩ dùng phương tiện đo được đến gần người con. Lúc sau lại bảo con rằng gã nam tử này ngươi thường làm ở đây đừng lại đi nơi khác ta sẽ trả thêm giá cho ngươi những đồ cần dùng như loại bột chậu gạo bột muối giấm ngươi chở từ đi ngày. Cùng có kẻ ta giá hèn hạ nếu cần ta cấp cho nên phải an lòng ta như cha của người chớ có sầu lo vì sao vì ta tuổi tác già lớn mà người thì trẻ mạnh. Người thường trong lúc làm việc không lòng mà dối khi trẻ nại giận hờn nói lời than oan đều không thấy người có cảm điều xấu đó như cảm người làm công cảm từ ngày nay nhẫn sao như con đẻ của ta. Đức thời trưởng giả lại đằng tên cho cung tử gọi đó là con khi đó ra cung tử dầu mừng việc tình cờ đó sống vẫn còn tự cho mình là khách là người làm công hèn. Vì cớ đó mà trong 20 năm thường hai số phân sau đó lòng gã mới lần sẽ tin ra vào không ngại sợ những chỗ gã cũng vẫn nguyên chỗ cũ. Thế tôn bây giờ trưởng già có banh tự biết mình không bao lâu sẽ chán mới bảo cùng tử rằng ta nay rất nhiều vàng bạc trong bao kho đựng tràn đầy trong đó có in nhiều cho đáng xài dùng người phải biết hết đón. Lòng ta nhớ ra người nên thề theo ý ta vì sao nay ta cùng người bèn là không khác nên gắng dùng tâm chớ để xót mong khi ấy cùng tử liền những lời bao lần biết các thua vẫn vàng bà trân báo và các khó tàng.
mà tròn không có ý mong lấy của đang chừng bữa ăn chỗ của gà ở vân tay chỗ cũ tâm chi hà lìa cũng chưa bỏ được lại trải qua ít lâu sao chả biết ý chí con lần đã không thái tròn nên chia lần từ chế tâm ngay chưa đến giờ chăm chán ông gọi người con đến và hồi cả thân tổng quốc vương quang đại thần dòng xa lai hàng cư sĩ khi đã nhóm xong ông liền từ tuyên rằng các ngài nên trốn người này là con ta của ta sinh ra ngày trước trong thành nọ bỏ ta trốn đi nỗi trôi khổ sở hơn năm mười năm nó vô tên ấy còn ta tên ấy xưa ta ở tại thành này lòng lo lắng tìm kim bóng ở nơi đây gần đường non nó thuận là con ta thuận là cha nó nay ta có tâm cả bao nhiêu của cái đều là của con ta có trước đây của cái cho ra thâu vào con ta đây coi biết thế tôn thì đó gà cùng tự nghe cha nói như thế liền rất vui mừng được nhiều chưa từng có mà nghĩ rằng ta vốn không có lòng mong mà cầu nay kho tàng báo này tự nhiên mà đến thế tôn ông cố trường và đó là đức Như Lai còn chúng con đều giống như con của phần đức Như Lai thường nói chúng con là con thưa thế con chúng con vì ba món khổ nên ở trong sinh tử chịu các sự đau đớn mê lầm không hiểu biết thưa thân ca pháp tiêu thừa ngày nay đứng thế tôn thiên chúng con tuy nhị dồn từ những phân giờ ca pháp hệ luận chúng con ở trong đó riêng gắn tinh tăng được đến niết bàn cái gia một ngày đã được đấy rồi lòng rất vui mừng tự cho là đủ mà tự nói rằng ở trong pháp phật vô siêng năng tình tấn nên chỗ được rộng nhiều nhưng đức thế tôn chưa quyết chúng con lòng ưa muốn sự hèn tệ tham nơi phàm tiểu thừa chúng con bên bị Phật muốn bỏ chẳng về phân biệt rằng các ông sẽ có phần bảo tàng chi kiến của Như Lai đức thế tôn dùng sơ phương tiện nói bày trí tuệ của Như Lai chúng con theo phần đường chớ niên bàn một ngày cho là đường nhiều rồi đối với pháp đại thừa này không có chí cầu chúng con lại nhận trí tuệ của phần vì các vị bồ tát mà chỉ bài diễn nói nhưng chính tự mình lại không có chi muốn nơi pháp đó vì sao đức phật biển chúng con ưa lời pháp tiêu tự nên dùng sân phương tiện thuận theo chúng con mà nói pháp chúng con không từ biệt thân là phần tử ngày nay chúng con mới biết đứng thế tôn ở nơi trí tuệ của Phật không có lần tiếp vì sao chúng con từ xưa đến nay thật là phần tử mà chỉ ở nơi pháp tiêu thừa nếu chúng con có tâm ham đại thừa thời Phật vì chúng con mà nói pháp
đại thừa. Trong kinh này chỉ nói pháp nhất thừa lúc xưa, đừng phần ở trường Bồ Tát. Chế trần thanh văn ham pháp tiểu thừa, những đức Phật thuật dùng đại thừa để giáo. Vì thế nên chúng còn nói vốn không có lòng mong cầu, mà nay báo lớn của đức pháp vương tự nhiên đến. Như chỗ nên đưa của phần tử đều đã đường đó, bây giờ ngài mà Diễm muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói, kể rằng chúng con ngày hôm nay nghe ảnh giáo của Phật, lòng hân hở mừng ra được pháp chưa từng con. Phần nói hàng thánh văn sẽ đỡ thành phần quả đăng châu báo vô thượng, chẳng cầu tự nhiên được ví như gà đồng tử thơ bé, không hiểu biển bỏ cha trốn chạy đi đến cõi nướng xa, cả nổi trôi khắp nước ngoài. Hơn năm mươi năm dài cha gả lòng buồn nhớ, kiếm tìm gặp bốn phương kiếm tìm đo đã mỏi, liền ở lại một thành xây dựng nên nhà cửa năm món dục tự vui, nhà ông giàu có lớn. Nhiều những có vang bao xa cư ngọc mã, nào chân châu ngọc lưu ly vôi ngựa cùng trâu dê kiều cán đủ xe cò đuồng đất, và tôi tớ nhân dân rất đông nhiều khương nhầm thâu lời lại bèn khắp đền nước cá khách thương người buôn bán. Không sư nào không có nghìn muôn ứng, chúng hồi vây quanh cung kinh ông thường đường bần vua chúa mến yêu, nhờ tưởng đến ca quan hạng hào tông đều cung đồng tôn trọng, vì có các tự duyên. Người tới lui đang đông dầu mạnh như thế, nó có thể lần rẫn lớn mà tôi đã già nua, lại càng buồn nhớ con ngày đêm luôn suy nghĩ, giờ chén toan sập mà đến con thơ dài bỏ tan. Hơn năm mươi năm tròn ca của vẫn có tàn, sẽ phải làm thế nào bây giờ, gà cùng tự đi tìm cầu ăn mặn, ấm này đến ấm ca nướng này sang nướng nọ, hoặc có khi đường của hoặc có lúc không đường. Tôi thiêu hình gầy gò thân thể xanh ghẻ lang lân lửa đi trái qua đền, thằng cha gã ở xoay vần làm quê mướn bèn đến trước nhà cha lùng ấy, ông trường già đang ở trong nhà ông. Nhân màng châu bao lớn ơi, tòa sư tử cao hàng quyển thùa vây quanh đông người đứng hầu hạ, hoặc có người tinh toán vàng bạc cùng vận bao của cái ra, hoặc vào biên chế ghi giấy tờ gã cùng tự thấy chàng. Quả mạnh giàu tôn nghiêm cho là vị quân vương, hoặc là đồng bậc vua kính sợ từ tránh tâm, tại sao lại đến đây lại tầm tự nghĩ rằng nếu ta đứng đây lâu hoặc sẽ bị bức ngập. E buộc sai khiến làm suy nghĩ thế đó rồi đảo chạy mà đi thân, hỏi thăm xóm nghèo nàng muốn qua làm quê mướn lung, bây giờ trường giả ngồi trên tòa sư từ xa trông thấy con mình. Thầm lặng mà ghi nhớ ông liền bảo kẻ sứ đuổi theo bắn đi,
về ra cùng cư sở kêu mê ngất ngã trên đất. Người này theo bắn tôi chẳng sẽ bị dìa chánh, cần gì đâu ăn mặc khiến tôi đến thế này. Trường già biết con mình ngu dại lòng hẹn hẹn, chẳng chịu tin lời ta, chẳng tin ta là cha ông, liền dùng phương tiện lại sai hai người khác mắt chốt con lùng thông. Hàng không có uy đức cả người nên bảo nó rằng ta sẽ thuê nó hốt dọn cá phân, nhờ trả giá bồi cho nó gã cùng tự nghe rồi vui mừng theo xứ về vì dọn cá phân nhân. Sành xe cá phòng nhà trưởng giả trong cửa sổ thường ngó thấy con mình, nghĩ con mình ngu dại ưa thích làm việc hèn lúng đó. Ông trưởng giả mặc y phục cũ rắm tay cầm đồ hố phong qua đến chỗ con làm. Phương tiện lần gần gũi bảo rằng ráng khuyên làm đà thêm gia cho người đà có giàu thoá chân, đồ ăn uống đầy đủ thêm đến chiếu đầy ấm cần kẻ nói thế này người nên chuyên làm việc. Rồi lại dịu dàng bảo như con thật của ta, ông trường giả có trí lần lần cho ra vào trải qua 20 năm coi sóc việc trong nhà, chỉ cho biết vàng bạc ngọc trân châu pha lê. Ca vẫn ra hoàn vào đều khiến ra biết rõ, gà vẫn ở ngoài cửa nương nào nơi ám tranh, tự nghĩ phân nghèo nàng ta không có vận đó. Cha biết lòng con mình lần lần đã rộng lớn, muốn giao tài vận cho liền nhóm ca thân tàu quân vương khang đài tầng hàng tháng lợi cơ sĩ. Rồi ở trong chung này tuyên nói chính con ta bỏ ta đi nước khác trải hơn 50 năm. Từ gần con đến nay đã 20 năm rồi, ngày trước ở thành kia mà mẫn đứa con này, ta đi tìm khắp nơi bèn đến ngủ nơi đây. Phàm của cái ta có nhà cửa cùng nhân dân, ai đều có cho nó mang tình nó tiêu dùng. Người con nhớ chưa nghèo chi đâm kém hẹn này, ở nơi cha mình được quá nhiều châu báu, và cùng với nhà cửa gồm tất cả tài vân, lòng rất đối vui mừng. Được điều chưa từng có đứng vẫn cùng như thế, biết con tiểu thừa nên chưa từng nói rằng cảm ngươi sẽ thành phẩm, mà chỉ nói chúng con được có đức vô lậu trọn nên quá tiểu thừa hàng thành văn đệ tử. Đừng phần bảo chúng con nói đạo pháp, tôi tưởng người tu tập pháp này sẽ được thành phần quả. Chúng con vâng lời phần vì các Bồ Tát lớn dùng các món nhân duyên cùng các món thí dụ. Bao nhiêu lời lẽ hay để nói đạo vô thượng, các ngàn phần tử thai từ nơi có nghe pháp ngày đêm thường suy gẫm tinh tấn chuyên tu tâm. Bây giờ các đừng phần liền thủ ký cho kìa các ông ở đời sau.
nhẹ được thành phần đạo pháp mau rất là bi tàng của cái ca các khoa chi để vì Bồ Tát mà dạy việc thật đó nhưng chẳng vì chúng con nói pháp chân yếu này. Như gà cùng từ kia đưa gần bên người cha giàu lắm biết ca Phật nhưng lòng chẳng mong cầu chúng con giàu diễm nói tàn pháp bảo của Phật tự mình không chí nguyện cũng lại như thế đó. Chúng con việc bề trong thư cho là đã đủ chỉ xong được việc này lại không biết việc cho chúng con giàu có nghe pháp và tình coi nữa phân cùng nhau chúng sinh đều không lòng ưa vui. Như thế là vì sao về tất cả các pháp thấy đều là không lặng không sinh cũng không diệt không lớn cũng không nhỏ vô lậu và vô vi suy nghĩ thế đó rồi chẳng sinh lòng ưa muôn. Chúng con đã từ lâu đổi với trí huệ Phật không tham không ưa thích không lại có chí nguyện mà đối với pháp mình cho đó là rô bảo chúng con từ lâu nay. Chuyên tu tâm phẩm không được thoát khỏi hoạn nạn khổ não của ba cõi trụ trong thân rỗng sao hữu dư ý niệm bạn đức phân dày báo ra chứng đường đạo chẳng luống thời là đã có thể bảo được ơn của Phật chúng con giàu lại vì ca ngàn phần tự tại thuyền nói pháp Bồ Tát để cầu chứng ở phần đạo mà mình đôi pháp đó trọn công lòng mong muốn đấng đạo sư buông bỏ vì xem biến lòng con. Ban đầu không khuyên gắng nói những lời có thật như ông trưởng giả giàu biết con chi kém hèn bèn dùng sức phương tiện để hòa phùng tâm con vậy sao mới giao phó tất cả tài vận mau đức Phật cũng thề đó. Hiện ra về in to mẹ con đưa tiểu thừa bèn dùng chân phương tiện điều phục tâm của con rồi mới dạy trí lớn chúng con ngày hôm nay được pháp chưa từng có chẳng phải chỗ trước mong mà nay tự nhiên đường. Như gà cùng tử kia được vô lượng của báo thế tôn chúng con nay được đạo và chứng quả nơi phá vô lậu được tuệ nhãn thanh tịnh chúng con từ lâu nay dìm tịnh giới phần che mới ở ngày hôm nay. Được hưởng quả báo đó trong pháp của pháp vương lâu tu hành pháp hành ngày nay được vô lậu quả bao lớn vô thường chúng con ngày hôm nay mới thật là thanh văn đem tiếng đạo của Phật cho tất cả đều nghe chúng con ngày hôm nay thật là la ở nơi các thế gian trời người và ma phàm thắm ở trong chúng đo đánh lành của cúng dường ơn lớn của thế tôn đem việc kinh có này thương xót dạy bảo cho làm lời ích chúng con cái vô lượng ứng kiếm ai có thể đền được tay lẫn chân cùng cắm đầu đỉnh lễ cùng kinh tân cả đều cúng dường đều không thể đền được khoảng dùng đầu đòi Phật hai vai cùng công vác trong kim số hàng xa cận tâm mà
phúc báo vô lượng và các thứ đồ nằm cùng các món thuốc thần. Gỗ ngưu đầu chiến đàn và cá quan trắng bao đê dừng xây tham miếu y bao lọ trên đất như các việc trên đây đem dùng cúng vàng phần trái kiếp cho hàng xa cũng không đến đám đường. Ca quần thật yên có đấng vô lượng vô biên đến bằng cả tư nghị đủ sinh thần thông lớn bằng vô lậu vô vi là vua của ca pháp hay vì kẻ hạ liền nhân việc cao thượng đoan. Hiền lấy thương phàm phu tùy tớ nghi dài nói ca phần ở nơi pháp đường sân rần từ tại biết các hàng chúng sinh có những điều ưa muôn và chi lực của nó theo sức nó cam nhiệm. Dùng vô lượng thì dù mà vì chúng nói qua tùy theo các chúng sinh trong cảnh lành đời trước lai biệt đã thành tục hay là chưa thành tục. Suy lượng những điều đó phân biệt biết đó rồi ở nơi đạo nhân thừa tùy cơ nghĩ nói ba kinh diệu pháp liền hòa quyển thứ hai bằng thường căn lãnh ngộ hàng trung hạ nói nhi. Mở quyền bài thực hồi ba thời pháp mẫu tuyệt sự nói suy của bao công riêng tư toàn giao phó cho con nhà Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Đứng Như Lai dù nói ba cõi làm nhà ngoài cửa ba cõi bày ba thứ xe cá con đua dành ồn ào trương giá mừng khoe thù ký quả phần không sai. Nam Mô Vị Lai